Kính thưa các bạn, hôm nay Tiết Già xin chia sẻ một chủ đề nói về đại nạn lần chót kết thúc kỳ 3. Tiết Già chia sẻ cái chủ đề này để các bạn có một cái sự chuẩn bị trước để không bao giờ mà khi mà đã đụng chuyện rồi thì không còn kịp nữa đó các bạn. Kỳ này là hạ thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai. Mà nói chung là bây giờ là cái sự rần rộ là đã tới hết rồi chỉ còn một chút xíu nữa coi như là đã kết thúc coi như đại nạn lần chót kỳ này nó rất là khủng khiếp luôn cẩn thận ở đâu ở những nơi nào mà giáp ranh cũng như là trung quốc và campuchia thì các bạn biết rồi ở đâu gần nhất cũng như tây ninh hay là châu đốc đó là hả gần campuchia nhất mà nói chung là những cái chỗ nào mà hả gần ranh giới mà trung quốc với campuchia thì mình nên ăn chay niệm phật làm lành cẩn thận coi như ngày đêm cúng lại để coi như mình thoát nạn tai lần chót đó các bạn kỳ này kỳ rất là hải hùng không phải riêng đất nước việt nam mình đâu mà coi như là toàn cái quả địa cầu này coi như chịu chung chịu chung cái kỳ mà gọi là chuyển thế đó các bạn chuẩn bị minh dương chuyển lưng thánh vương xuất hiện để dẹp loạn Kỳ này coi như là cái sự hỗn loạn trên trần gian Nó rất là khủng khiếp Nhưng mà khi hỗn loạn trên trần gian thì có Coi như là Minh Dương chuyển lưng Thánh Dương ra dẹp loạn Thì lúc này Thánh Dương ra dẹp loạn là coi như là cái sự mà gọi là mình không tu là không bao giờ mà hả thoát nọ khỏi cái nạn tay kỳ này rồi đó các bạn kỳ này là kỳ vô duy mà gọi là giống như là tận diệt những người hung ác những người nào mà hại dân hại nước làm những gì mà tiêu tan coi như cái quả địa cầu này thay đổi địa hình nhất sĩ ra đi có một mình khi về quốc thổ có muôn binh đây là những cái gì mà giật mình luôn đó các bạn sẽ có một người trở lại đó các bạn mặc cái này không thể nào mà để lộ bí mật ra tại vì có một người trở lại là cái người nào thì người đó chính là người gì người tu nha các bạn đây là nói về cơ vô vi chứ không có nói về cái vấn đề mà à, giống như đời nha các bạn bên đây là nói toàn bộ là vô vi hết luôn tại vì vô vi rất là trù tượng mình không thể nào mà đông đo điếm được nếu như mình đông đo điếm được thì coi như mình biết trước mình đón trước rào sao rồi cần gì phải tu chi cho nó cực khổ Đúng không các bạn? Tại vì hả những người mà hạ lòng tham coi như là hả phải trừ tham những kẻ lòng muôn sói. Đó ai mà ác độc nè, chuẩn bị nè nha. Nước nào mà ác nhất nước đó tiêu diệt trước nhất. Nó nước nào ác thì mình không có biết làm sao mình biết được. Nó nước nào ác hơn ước nước nào. Nước nào mà giống như là hả À, làm những cái cũng như chế tạo những cái sự mà độc ác để hại người đó Hay hoặc là nước nào mà giống như là ác độc nhất á Thì coi như là hạ tiêu diệt trước à, Khả năng đập thủy điện gọi là dở tan đối rét nha các bạn Khả năng có cho nên bây giờ mình phải ráng tu tập và cầu nguyện hằng đêm để cho thoát khỏi nạn tai chứ để nếu như mà khả năng mà đập thủy điện mà dở tan rồi thì các bạn biết không thì không biết là như thế nào luôn tiêu diệt coi như là không biết bao nhiêu người tranh giành sự sống vì miếng ăn mà chà đạp lẫn nhau không còn tình người sắp tới coi như là như vậy đó các bạn báo trước cho mình biết bảy ngày đêm bật lối trời trăng mặt lối trời trăng là như thế nào không phải tối trời tối đất đâu nha các bạn mà không internet không điện không tất cả những gì luôn các bạn nhớ những lần mà chiến tranh những cái năm đó không coi như là ngày đêm không ra ngoài được luôn nó coi như lửa khói nó vèo vèo luôn đó các bạn thấy chưa mà bao nhiêu trận rồi từ hồi mà coi như kỳ ba chuyển thế là bao nhiêu trận rồi mà kỳ ba này là kỳ chót nha các bạn chứ không phải là cái kỳ mở màn cho nên nó hải hùng hơn những cái kỳ mà mở màn tại vì kỳ này là một chiến chót là hốt luôn là để kết thúc đó các bạn kết thúc nhân loại nào hung ác để chuyển thế qua cái thời thượng quân thánh đức mang khổ hình gì bởi chẳng tu từ đây sắp tới nếu không tu là tự dưng mang khổ hình thôi các bạn thấy tại sao một người sống sung sướng trên mặt trần gian này người ta là à, nghệ sĩ nè hoa hậu nè rồi à, người ta cũng như là giàu sang phú quý nè còn một người tại sao mang bệnh tật rồi mang bệnh ung thư rồi nghèo khổ đói rách đó các bạn thấy chưa nó rõ ràng chưa mang khổ hình gì bởi chẳng tu mình không tu thì mình phải chịu mang khổ hình làm sao mình biết coi như là nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng có đi tu hay không mình có phước hay không thì thôi cái kiếp này mình đã hãy ngộ đạo thì mình nhanh chóng mình tu đi để còn kịp đó các bạn tại vì đại ân xá luôn luôn cứu vớt chúng sanh cho đến ngày coi như là tận cùng tận diệt mà mình không tu là mình rất là uổng phí cho cái kiếp xanh trên mặt trần gian này đó các bạn. Tu đơn giản lắm các bạn ơi, tu là mình buông bỏ hết đi, không giận hờn ai nữa, cười hoài luôn, rồi ăn chay được cứ ăn chay, niệm phật, nam mô a di đà phật, rồi đọc chú đại bi được thì coi như đọc chú đại bi, tại vì có những bạn nói rằng đọc chú đại bi cũng như là khó thuộc quá thì coi như hả mình hả niệm Nam mô A Di Đà Phật cũng được đó các bạn. Nói chung là hả tu kỳ này là rất là dễ cho chúng sanh trên cõi Ta Bà. Tại sao vậy? Kỳ này là kỳ cứu vớt chúng sanh mà. Cho nên không phải bắt buộc chúng sanh mà phải tu khổ hạnh, miễn sao có tu là được. Các bạn thấy rằng coi như là hả Thượng Đế rất thương con cái của Ngài mà coi như đại ân xá để cho con cái của Ngài bước vào đường tu không cần phải cực khổ, không cần phải giống như là ép xác nói như vậy mà hả còn không chịu buông bỏ để tu nữa thì nó phí lắm không bao giờ mà có được một cái như là một cái hữu duyên trong một cái kỳ chót này đâu các bạn Ôi, việt nam thay đổi địa hình nha các bạn có chỗ coi như là hả giống như trồi lên và có chỗ sao nè sụp xuống vì trục trái đất thay đổi các bạn nói hả làm gì có đó các bạn nói như vậy rồi các bạn suy nghĩ đi những lần mà thiên tai lũ lụt sóng thần nữa các bạn biết không là nó sụp banh hết không còn một cái gì hết nhà cửa tiêu tan hết đó các bạn thấy đã thấy qua những cái lần mà sống thần rồi đó thì cái đó đơn giản thôi nhưng mà sẽ có những trận động đất hải hùng nha các bạn nó trận động đất này để hả sụp một cù lao làm đầu và coi như tiếng sấm nổ coi như là hả trước tiên để coi như chuẩn bị hả coi như là chuyển thế đó các bạn người tu thì rất là vui không có sợ nó người tu mà nghe những cái tiếng sấm này là rất là vui mừng bởi vì sao coi như là người tu là chuẩn bị coi như hưởng được cái phước trời ban đó các bạn trong lời tiên tri á là giống như là hả bí mật á, để lại cho mình biết rằng là sau này đó các bạn biết không tương lai đó là châu úc là nối liền với việt nam coi như cái trục trái đất mà quay coi như là quay thay đổi mà bất ngờ đó các bạn rồi nước nào mà phát triển ham làm giàu thì nước đó làm sao nè coi như là tiêu nhiều hơn à, những chỗ nào mà nó đô thị hả ha, ham làm giàu là coi như là nó tiêu nhiều hơn bây giờ là hiện tại là những cái chỗ mà giống như là à những cái cái thành thị thành phố đó các bạn rồi nó có những cái nước ngập mà hả giống như là à, ngập tàu hả không tàu điện tất cả những gì tàu ngầm không chạy được đó các bạn những cái tàu mà điện mà những cái tàu mà giống như là à, đường ray mà nằm ở dưới đó, thì nước ngập làm sao mà chạy được đúng không các bạn khi mà địa hình thay đổi thì thế giới ta bà mọi thứ hiện đại biến mất hết luôn tại vì kỳ này là kỳ thử thách nhân loại mà ra những cái iphone rất là đẹp ra những cái xe hơi tuyệt vời ra những cái hiện đại quá coi như là hả để cho chúng sanh trên cõi ta bà này đam mê mà dõi theo nhưng mà cuối cùng rồi là coi như là mọi thứ biến mất hết luôn Lúc này coi như là hả nếu mà biết được luôn trước á thì coi như mình đừng bao giờ có lòng tham, mình hãy mượn đó mà làm phương tiện để mình sinh sống trên mặt trần gian này để mình hả có được chén cơm manh áo để mình tu. Nếu như bây giờ mà mình không xài internet, mình không xài điện thoại, tất cả những gì rồi làm sao mình đi làm được, mình đi kiếm chén cơm được, mình mua sinh mình kiếm tiền được đúng không các bạn? thì coi như mình mượn đây là phương tiện còn nếu như mình đam mê quá rồi mình ham quá mình cứ đổi điện thoại hoài mình cứ mua xe mới rồi mình ham tham vọng quá cao thì coi như mình rớt vào rớt vào cái gì cái hả gọi là chữ tham sân si là mình tiêu diệt trước mình đừng để coi như là rớt vào cái chữ tham sân si rất là khổ là tự mình coi như là không còn mà nhìn thấy được những gì tương lai sắp tới chừng nào ta gặp hớn hoàng chúng sanh mới hết phàn nàn số căn bây giờ coi như ai cũng than hết đúng không các bạn cô ơi cô sao mà số con khổ quá chị ơi chị sao số em khổ quá chú ơi chú số con sao khổ quá vậy chú ai cũng than khổ hết mà tại sao có một số người ăn trên ngồi trước người ta vẫn giàu sang phú quý Là tại vì nhiều đời nhiều kiếp người ta có tu Cho nên bây giờ mình phải hả, tiếp tục cái con đường tu học để mình hưởng phước Tại sao chừng nào ta gặp hớn hoàng Hớn hoàng là gì? Hảo hớn anh hùng Cái chữ hớn này nói rằng là hảo hớn anh hùng Người đứng ra để cứu vớt chúng sanh Hoàng là gì? hoàng tộc vua chúa tức là minh dương thánh chúa ra đời nó chừng nào ta gặp hớn hoàng đó các bạn thấy chưa hảo hớn ra đời nha các bạn rồi chúng sanh mới hết phàn nàn số căng tại vì bây giờ không còn chúng sanh đau khổ nữa lúc này coi như là hả hảo hớn là coi như anh hùng đã cứu hết chúng sanh rồi thì chúng sanh không còn đau khổ nữa mà chúng sanh nào mới được cứu chúng sanh có tu đó cho nên tiết già mới chia sẻ để cho các bạn là ráng cố gắng mà ít nhất cũng phải niệm nam mô a di đà phật đó là cái sự mà tu tập mà coi như là gần nhất dễ nhất nó để đến với các bạn mà các bạn nói chung là có những em nha tiết già hỏi lại xong rồi em đó trả lời quên cô ơi đi làm về mệt quá quên cô ơi thật đáng buồn nha các bạn nó khi mình chia sẻ xong rồi hả mình cũng như là khuyên xong chỉ cần mà hả đi làm về mệt rồi niệm nam mô a di đà phật hoặc trong lúc mà làm việc giống như là mình làm những cái ngành nghề dọn dẹp rồi đó các bạn rất là dễ niệm phật đúng không ví dụ như mình làm những cái ngành nghề máy móc gì các bạn sợ phóng tâm thì các bạn hả làm những cái ngành nghề bình thường gì đó các bạn cũng niệm phật được nhưng mà nói rằng bận lắm buông ra là suy nghĩ về tiền buông ra là suy nghĩ giàu sang phú quý cho nên hả khi mà suy nghĩ giàu sang phú quý rồi thì hả lúc này sao hảo hớn đâu có cứu mình đâu đó lúc này coi như anh hùng hảo hớn không có cứu mình đâu anh hùng hảo hớn kỳ này là gì minh dương thánh chúa coi như là ra đời để cứu vớt chúng sanh chứ không phải anh hùng mà giống như ngoài đời đâu nha các bạn đây là nói về vô di muôn thu thiên định nhất kỳ đó các bạn thấy chưa coi như là ngàn thu muôn thu mới thiên định có một kỳ thôi hạ quân xác lệnh khai kỳ long qua đó, khi mà hạ quân này á là cái kỳ này là xác lệnh là để khai kỳ long qua rừng lâm cây đá thấy ngày nay mà ruột năm non có các đài À, nếu mình không tu là không bao giờ mình thấy những cái cát đài đâu Cũng như tại sao mà mình không tu là mình không có phước báo Mình không có được hưởng được những cái phúc trên trần gian này Rồi mình rơi vào cái cảnh khổ đau hoài Nghèo, túng, đói, rách, bệnh, tật rồi tình yêu gian dở chồng con hả đánh đập hành hạ rồi con thì chửi mắng mình đúng không các bạn nó nó đơn giản gì đó chờ đợi con hiền nôi tục cổ tới thời thượng cổ điểu hòa mai sắp tới đây coi như là nếu như mà mình không hiền thì không bao giờ nôi tục cổ được hết nếu như mà mình không hiền thì sao nè mình không nôi được tục cổ tức là tục xưa cổ xưa không có còn thời hiện đại hiện tại nữa các bạn những thời mà coi như là sống theo thời xưa coi như là thời mà gọi là hiếu trung hiếu đạo thời mà chúng ta ngồi chung nhau một mâm cơm để ăn coi như là những chén cơm mà gọi là hả cùng nhau chia sẻ còn bây giờ không có đâu coi như là hả phải ăn những gì nhanh nhất thức ăn nhanh nó bỏ vô máy quay nóng nóng ăn cho lẹ lẹ chạy coi như đi làm kiếm tiền cho thật nhiều rồi hả coi như là không lo tu rồi lo chạy xe tất cả những gì rồi tai nạn coi các bạn thấy không chi vậy mà cho nó tội vậy đúng không các bạn mình coi như mình sống nó bình thường đi tại vì mình ăn con chén cơm mà mình làm chi cho nó dữ vậy mình làm dữ nhiều rồi coi như là mình tự mình hốt hết tất cả những cái gì mà hả sai trái mà hả tự mình làm rồi mình mang cái nghiệp chướng rồi mình tự mình tiêu diệt coi như vậy nó phí cho cái cái kiếp sanh mình không khuyên dạy dân tình minh đạo đức tu hành được thấy cảnh bồng lai đây là những lời đức phật đức thầy đã khuyên dạy dân tình minh đạo đức con người chúng ta đi đến con đường đạo đức là con đường gì con đường phải minh sáng người nào mà đi đến con đường đạo đức người đó cũng phải đi đến một cái ánh sáng một luồng ánh sáng đạo đức không còn đen tối nữa còn người nào mà không chịu tu tập không chịu đi đến con đường đạo đức thì không được minh nó dân tình minh đạo đức là không có được minh minh là sáng không được sáng không được sáng thì quỷ ma dẫn dắt theo con đường đen tối làm những chuyện mà giống như sai cái mà mình không biết giống như mình đi làm á mình ha cũng như mình nghĩ rằng mình không làm mình sẽ khổ lắm xong rồi mình vô những cái lò giết mổ mình làm những cái công ty mà giống như là làm gà làm dịch giết mổ đó các bạn thấy không rồi mình làm xong mình về làm gì nè mình nuôi vợ nuôi con nuôi chồng nuôi tất cả những gì các bạn có nghĩ rằng là mình làm như vậy tháng lương mình có ăn hết không không có ăn nó toàn là mình nuôi những gì nó nuôi những hả, nhiều đời nhiều kiếp mà coi như mình phải trả tội gì mà mình làm hả nhiều đời nhiều kiếp mà mình nuôi như vậy các bạn nó tiết già hồi xưa không có biết cứ cài hoài vậy các bạn biết không sợ thiếu tiền không đủ tiền coi như lo gia đình Đó, các bạn thấy chưa mà trong khi mình ăn có một chén cơm mà mà coi như hả vai vai trả trả bắt mình trả hoài buồn không các bạn buồn chứ còn bây giờ nè không trả nữa đâu đi tu rồi cho nên hả à, không có cần phải làm gì nhiều làm đủ sống nuôi cái bản thân thôi không cần phải lo toan gì hết ấy vậy mà bây giờ coi như là đủ sống mà còn có dư tại vì sau khi mình tu rồi các bạn có biết rằng xây chuyển con cái gia đình mình ai cũng làm ăn được hết rồi các con mình sẽ nói rằng mẹ ơi bố ơi đừng làm nữa để con nuôi còn ngày xưa là mình làm vất vả rất là nhiều mà mình phải lo cho con mình trong khi con mình nó thiếu hụt đúng không các bạn thì tại sao mà mình tu hành mà mình được coi như hạnh phúc ngay trên đời này là mình được cái sự xây chuyển đó các bạn xây chuyển từ cái con đường mòn lối cũ ra được ánh sáng phật pháp nó tìm đến sự vô di trù tượng mà không ai thấy tiết già chia sẻ để cho các bạn cùng với cái tiết già mà tu tập để hưởng hạnh phúc ngay trên đời này làm cho rồi phận tu mi sau này sẽ thấy ly kỳ năm non nếu như mình không làm xong cái phận tu mi của mình nó cái phận hả coi như là tu hành của mình thì coi như không thấy ly kỳ năm non mà sẽ thấy gì ly kỳ nát đổ nè ly kỳ khiên đi nè đó các bạn thấy không khiên đi những con dịch khiên rầm rầm luôn thấy ớn lạnh chưa đó là tất cả những gì trên trần gian đã xảy ra hết rồi chứ không không phải là không có tiết già chỉ chia sẻ thêm để cũng như là các bạn nhớ lại đó mà mình tu thôi chứ tất cả những gì là các bạn cũng đã hiểu hết rồi mà nhiều khi mình lo làm ăn mình quên đó đúng không các bạn Tiết giờ xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng tu hành tinh tấn để kỳ này hạ gặp hảo hớn anh hùng chính là Minh Dương Thánh Chúa để cứu hả coi như nhân loại kỳ ba kỳ chó. Video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.